cửa rồi đó. Ê, thế nghe chút này. Bên này có người này. Mẹ cảm miệng gặp miếng dừa thấy bè này có khổ có miếng dừa được. Mình đi đâu á? Con gà gấu.
Ủa cái thằng lái xe kiểu gì nữa, lái nó tới đó nó tông cái nèm luôn rồi. Không biết nói gì đâu. Bao giờ một nữa kìa. Thay đạn đi. Tới nó rồi. Đó, nó quen nghe cho khói á. Một thằng bò nữa rồi gấu. Hay. Dễ thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Viên đạn cuối kìa. Hay.